Chương 111 Ân nhân Dung Tùy Vân tiếng sáo sầu trong đêm. Sau khi Âu Dương Vũ tỉnh lại vừa định đứng dậy thì cảm thấy trên vai đau nhức, không khỏi khẽ rên lên tiếng. Cô nương vẫn nên nằm yên đó để tránh ảnh hưởng đến miệng vết thương. Một giọng nói ôn nhuận dễ nghe truyền vào tai Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ giơ mắt lên nhìn thì nhận ra người ngồi trước mặt mình là một vị nam tử. Vì hắn ngồi nghiêng một bên nên nàng không thể thấy rõ được khuôn mặt thật sự của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy rõ mái tóc đen bóng như tơ lụa đen dài. Hắn từ từ quay đầu. Dung nhan phong thần đập ngay vào mắt nàng, vị này chính là người mà nàng đã uy hiếp lúc trèo lên xe ngựa. Hắn mặc một thân y phục lụa gấm quý giá, đầu đội kim quan chói lọi, mặt trước được đính viên bào ngọc thượng đẳng, hẳn thân phận của vị này không tầm thường. Đa tạ công tử đã cứu giúp. Âu Dương Vũ nửa nằm nửa ngồi, nhẹ nhàng thều thào, nàng khẽ cúi đầu về phía hắn, hắn đã ra tay cứu nàng một mạng coi như tạm thời bản thân nàng đã được an toàn. Nghĩ như vậy, toàn thân Âu Dương Vũ cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Không cần cảm tạ, là chính cô nương uy hiếp tại hạ cứu giúp, là cô nương đã tự cứu chính mình. Nam tử trước mặt hình như bị tật ở chân, thân ngồi xe lăn. Trên hai đầu gối hắn được đặt một chiếc thảm nhỏ dày màu đen, hắn buông cuốn kinh tự trong tay, rót một cốc nước. Âu Dương Vũ khóe môi không khỏi run rẩy lên tiếng, à, vậy cảm ơn ngươi đã vì sự uy hiếp của ta mà cứu ta. Dung Tùy Vân tuy có chút bất ngờ trước lời cảm ơn của nàng nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Cái cổ trắng ngần lộ ra, hắn chỉ vào hai dấu tay màu tím in hẳn trên cổ mình, âm thanh phát ra mềm nhẹ, nếu như tại hạ không cứu cô nương chẳng phải sẽ lấy mạng tại hạ sao? Vẻ mặt của hắn ôn hòa, con ngươi đen bóng ôn nhuận như ngọc, bên môi khẽ giơ lên ý cười nhẹ. Âu Dương Vũ nhìn trên cổ hắn vẫn còn in hắn dấu tay. Vì khi trước bị người của Trình gia truy đuổi mà nàng lại mất quá nhiều máu nào có thời gian cùng hắn giải thích chuyện tình sợ rằng mình sẽ ngất. Đi nên không thể trì hoãn thêm được mất khống chế nên mới làm như vậy. Trên khuôn mặt tái nhợt của Âu Dương Vũ khẽ nở nụ cười gượng, thật xin lỗi. Dung Tùy Vân thản nhiên nở nụ cười, khuôn mặt có vẻ càng trở nên ôn hòa hơn, hắn bưng cốc nước. Tự mình lăn xe đến bên cạnh Âu Dương Vũ, cô nương uống chút nước đi. Âu Dương Vũ cũng rất khát, cầm lấy cốc nước trong tay hắn uống một hơi. Vết thương xem như đã ổn, có điều cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Hầu như vị nam tử này nói chuyện với nàng đều luôn mỉm cười, khuôn mặt ấm áp ôn nhu thế nhưng bên trong ánh mắt ấy lại có chút xa cách lạnh lùng. Âu Dương Vũ khẽ ừ một tiếng, trong chốc lát căn phòng đột nhiên yên tĩnh, không khí bỗng chốc trở nên có chút xấu hổ. Âu Dương Vũ ho nhẹ một tiếng, không biết danh tính của công tử là gì. Nam tử kia cúi đầu, ánh mắt chợt lóe lên, ngẩng đầu ôn hòa cười, ta là con thứ bảy trong nhà nên cô nương có thể gọi ta là Dung Thất. Vậy không biết cô nương tên gọi là gì? Tiểu nữ họ Dương, là con thứ năm trong nhà, công tử có thể gọi ta là Dương Ngũ. Dung Tùy Vân nhìn vị nữ tử trước mắt, trong đôi mắt nàng có chút giảo hoạt lém lỉnh. Khóe môi hắn cong lên ý cười, Tiểu Ngũ. Âu Dương Vũ chợt nghe được hắn gọi mình là Tiểu Ngũ trong lòng không khỏi sừng sốt, vốn hắn phải gọi mình là Dương cô nương mới phải. Âu Dương Vũ thực ra cũng không để tâm lắm với cách xưng hô này. Vị nam tử này trước mắt đã cứu nàng một mạng, nàng cũng là tùy cơ ứng biến, nay nàng đã tỉnh lại thương thế cũng không có gì trở ngại. Nàng cũng không muốn lại phải gây thêm phiền phức cho người khác, nói xong liền muốn đứng dậy, phiền Dung công tử đã cứu mạng, ta đi trước. Đây là biệt viện của ta, sẽ không có ai đến. Nàng cứ an tâm ở đây dưỡng thương. Nói xong Dung Tùy Vân lăn bánh xe vòng ra ngoài, Âu Dương Vũ bóng dáng hắn rời đi không khỏi sửng sốt. Trong phòng liền khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu. Âu Dương Vũ định lấy trong không gian tùy thân vài viên thuốc bổ máu mới phát hiện không gian đã mở ra. Nàng lắc mình vào trong không gian, nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Kỳ Lân định lên tiếng giáo huấn nó một chút. Thế nhưng có lầm hay không, mọi hôm cũng không có quá mức như vậy à. Lúc này thấy nó nằm một bên, hơi thở mệt mỏi, không khỏi có chút sốt ruột, ngươi làm sao vậy? Thực xin lỗi chủ nhân, hại chủ nhân bị thương, chủ nhân gặp nguy hiểm mà ta lại không thể giúp được ngươi. Tiểu Kỳ Lân nói xong ánh mắt long lanh bi thiết bật khóc. Đôi mắt tròn xoe đen láy thấm đẫm nước mắt. Sự tức giận oán trách của Âu Dương Vũ đều biến mất, nàng nhẹ giọng an ủi, được rồi, ta không trách ngươi. Thật sao? Tiểu Kỳ Lân đáng thương nhìn Âu Dương Vũ, lập tức hưng phấn lên, vui vẻ chạy lại kéo Âu Dương Vũ đến suối nước nóng chủ nhân. Ngươi mau dùng chút nước ấm lau miệng vết thương chút đi như thế vết thương mới nhanh khỏi a. Ừ, Âu Dương Vũ nhìn bộ dáng vui vẻ của Tiểu Kỳ Lân, trong lòng cũng không khỏi muốn chọc kẹo hắn liền giơ tay cốc đầu hắn, trừng trị tiểu tử nhà ngươi vì dám bỏ mặc chủ nhân ta đây sống giờ chết giờ.
Tiểu Kỳ Lân ôm lấy đầu mình. Ủy khuất đáng thương nhìn Âu Dương Vũ, chỉ là gần đây ta không khống chế được năng lượng mạnh mẽ của phỉ thúy chi tâm cho nên mới ngất xỉu thôi. Chủ nhân ngươi phải tha thứ cho ta à, tha thứ cho ta đi mà, tha thứ đi mà. Ngươi mà không tha thứ cho ta, ta sẽ rất đau lòng à. Vậy, tha thứ cho người rồi. Được chưa, đừng ầm ĩ nữa, ta đau đầu muốn chết đây. Âu Dương Vũ bị tiếng than khóc cầu xin của Tiểu Kỳ Lân làm cho đau đầu. Hải Đông Thanh vẫn yên lặng nhu thuận đứng đó. Thân thiết dùng đôi cánh của mình khẽ chạm Âu Dương Vũ, vì được ăn nuôi dưỡng kỹ nên bây giờ vóc dáng đã có chút thay đổi. Xét cho cùng thì việc này không có liên quan gì đến Tiểu Kỳ Lân, đều là Trình Cẩm. Trên mặt Âu Dương Vũ chợt lóe lên một tia sắc bén, khóe môi khẽ cong lên, Trình Cẩm. Thì ra tâm địa của cô lại độc ác đến thế, cô đã vô tình thì cũng đừng trách ta vô tâm. Cứ chờ đó cho ta, tác dụng của suối nước nóng vô cùng hiệu quả, chỉ ngâm trong vài tiếng đồng hồ, miệng vết thương của Âu Dương Vũ đã dần dần khép lại một ít. Mặc dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã có thể dễ dàng xuống giường đi lại được. Nói vậy ngày mai nàng có thể ra ngoài báo thù. Kẻ nào dám động đến bổn cô nương sẽ cho các ngươi biết thế nào là ăn miếng trả miếng. Buổi chiều hôm đó, từ ngoài phòng có một tiểu nha đầu tay bộ dáng thanh tú thoạt nhìn trông vô cùng hiền lành mang một khay thức ăn đến. Nàng bưng bát cháo còn nóng đưa cho Âu Dương Vũ, món cháo này tuy đơn giản nhưng cách bài trí thì vô cùng đẹp mắt, nha đầu đó mở miệng nói, Dương tiểu thư. Đây là món cháo mà chủ tử đặc biệt phân phó người làm cho tiểu thư. Nàng nói xong cũng không có ý định rời đi, đứng một bên hầu hạ Âu Dương Vũ dùng cháo, rồi đột nhiên nhưng nghĩ đến chuyện gì vui vẻ liền vụng trộm cười không ngừng. Âu Dương Vũ buông muỗng nhìn nàng không khỏi thắc mắc ngươi cười cái gì. Tiểu nha đầu chợt đỏ mặt lên, hạ giọng nói, đây là lần đầu tiên nô tỳ thấy chủ tử mang người ngoài tới chỗ này. Âu Dương Vũ có chút cứng họng không biết phải nói gì, thì đã thấy tiểu nha đầu này nhìn nàng chằm chằm sau đó nhỏ giọng nói. Thậm chí nô tỳ còn chưa bao giờ thấy chủ tử mang một vị cô nương nào về biệt viện cả, trông tiểu thư thật đẹp. Âu Dương Vũ bật cười thành tiếng, nàng chưa từng nghe một câu khen tặng trắng trợn trực tiếp thế này từ bất cứ người lạ nào. Nha đầu kia vì xấu hổ câu nói của mình vội vội vàng vàng chạy biến. Ăn cơm chiều xong, Âu Dương Vũ tự mình thay băng vết thương. Luận về tài y thuật thì đương nhiên việc chữa trị vết thương này thì không có gì khó khăn, có điều tự chính mình thay băng thì có chút khó khăn. Tuy vậy, so với thuốc mỡ thông thường ở thời cổ đại này thì thuốc của nàng vẫn có tác dụng tốt hơn. Cả một ngày ngây người ở trong phòng, nàng cũng có chút buồn chán liền đứng dậy đi ra ngoài hóng gió thì phát hiện biệt viện ở đây có cách bài trí cùng kiến trúc vô cùng đặc biệt. Giữa núi giả thì có một chiếc hồ nhỏ trông rất là thanh bình, yên ả, xa xa có một mái đình nhỏ được thiết kế vô cùng tinh xảo, giống như đôi cánh đang sải rộng của chim ưng. Hai bên là rừng trúc xanh ngắt trông rất yên tĩnh. Âu Dương Vũ theo con đường nhỏ chậm rãi đi tới, mùi hương tươi mát trong lành của cỏ cây khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng đúng lúc này, một tiếng sáo du dương ra xiết từ xa truyền đến, rơi vào tai nàng nghe thật uyển chuyển thanh dương. Âu Dương Vũ theo tiếng sáo tìm kiếm thì nhận ra Dung Tùy Vân đang ngồi ở trong đình, gió đêm mơn trớn mái tóc dài của hắn. Hắn cầm chiếc tiêu ngọc trong tay, đặt nhẹ bên môi khẽ thổi. Từ xa nhìn lại trông hắn thật lạnh nhạt, trầm tư không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Tung thăng thuyền quế trèo lan, theo vừng trăng tỏ vụt làn nước trong. Nhớ ai canh cánh bên lòng, nhớ người quân tử ngóng trông bên trời. Tiếng sáo não nùng rền rĩ, như sầu như thảm, như khóc như than. Tiếng dư âm hãy còn lanh lành, nhỏ tít lại như sợi tơ chưa dứt. Làm cho con dao long thường luồng ở dưới hang tối cũng phải múa mênh. Người đàn bà thủ tiết ở một chiếc thuyền khác cũng phải sụt sùi. Âu Dương Vũ lẳng lặng đứng đó lắng nghe, trong đầu càng không ngừng hiện lên từng dòng ký ức đớn đau nơi tuyết sơn, ánh mắt chàng. Hơi ấm chàng, nụ cười của chàng mờ mờ ảo ảo, nước mắt không tự chủ được trực tuôn trào. Dung Tùy Vân dường như phát hiện ra ra người phía sau mình. Liền đình chỉ tiếng tiêu ngưng bặt, hắn vừa quay đầu lại xem thì đã bắt gặp ánh mắt ướt đẫm của Âu Dương Vũ. Dưới ánh trăng sáng trong đêm trời tịch mịch, từng giọt lệ khẽ đọng trên khóe mắt nàng khiến bộ dạng của nàng lúc này càng thêm cô đơn tịch liêu. Ban đầu hắn chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy tơ máu cùng với vẻ lạnh lùng, ngoan cường của nàng, nhưng đêm nay hắn lại nhìn thấy được một dáng vẻ khác của nàng, sự nhu hòa. Yếu đuối có chút yêu thương khiến hắn chỉ muốn ôm lấy nàng để an ủi. Âu Dương Vũ bất ngờ không kịp phòng bị để hắn bắt gặp bộ dáng bất lực thất thố của mình có chút xấu hổ, cười gượng một tiếng, cất cao giọng nói, tiếng sáo của Dung công tử thật êm tai. Tiểu Ngũ, nàng sao lại ra đây, vết thương của nàng còn chưa khỏi hẳn.
Vết thương của ta đã không đáng ngại nữa. Âu Dương Vũ nói xong còn giơ tay của mình lên làm vài động tác cơ bản. Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm lo lắng cho mình của Dung Tùy Vân, trong lòng có một chút cảm động, ngay cả đến một kẻ xa lạ như hắn còn quan tâm đến mình, huống chi khóe môi giơ lên ý cười khổ. Vết thương cũng đã tốt lên rồi, vì thế ngày mai ta sẽ rời khỏi đây. Dung Tùy Vân vươn tay lăn xe xoay lại. Vết thương của nàng không phải là hắn chưa xem qua, bị một kiếm đâm dứt khoát sâu như vậy, khẳng định nàng rất đau. Đại phu có nói qua nếu như vết thương này ảnh hưởng đến gân cốt bên trong chắc chắn toàn bộ cánh tay này sẽ bị tàn phế. Thế nhưng nàng lại đứng trước mặt hắn bình thản cười, một chút nhíu mày đau đớn cũng không bộc lộ ra, nàng ấy cốt cường bướng bỉnh đến vậy sao? Trong lòng hắn có chút đau lòng, tiểu ngũ, nàng vẫn... Âu Dương Vũ lên tiếng ngắt lời hắn, ánh trăng sáng tỏ chiếu soi khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên dáng trần, chúng ta chỉ là khách qua đường tình cờ gặp nhau. Dung công tử không những tình nguyện cứu ta mà còn để ta ở lại đây vài ngày, ta rất cảm động. Bây giờ Dung công tử có thể thổi một khúc điệu sáo cho ta nghe được không? Để rồi ngày mai hoặc có lẽ từ nay về sau ta có lẽ sẽ không còn nghe được tiếng sáo hay như vậy. Dung Tùy Vân nhìn nàng, cũng không có cự tuyệt, hắn giơ tay đặt cây sáo ngọc bên môi, tiếng sáo khi trầm khi bổng vang lên, nàng nhắm mắt yên lặng thưởng thức. Ngày hôm sau Âu Dương Vũ không nói một lời từ biệt rời khỏi biệt viện, Dung Tùy Vân đã cứu nàng một mạng, rồi sẽ có một ngày nàng nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp món ân tình này. PS tối nay nỗ lực bonus cho chị em thêm một chương nhằm thỏa mãn nhu cầu của chị em, chậc ngày mai đúng hẹn lại lên có chương mới a. Chương 112, kế hoạch trả thù Dạ Trọng Hoa tuyệt vọng. Nàng vừa rời khỏi thì đã thực hiện kế hoạch trả thù. Tìm kiếm Trình Cẩm, chỉ có điều nàng còn chưa đi tìm thì đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa đằng sau là một đội ngũ hùng hậu hộ tống đi ngang qua trước mặt nàng, nghe người dân xung quanh bàn tán. Họ nói rằng người ngồi bên trong xe chính là Trình Cẩm. Xem ra, nàng gặp phải vận may rồi. Thật là trùng hợp, đang muốn tìm ngươi thì Trình Cẩm ngươi đã tự vác mặt đến rồi. Âu Dương Vũ nhân tình cảnh hỗn độn phía trước liền rời khỏi thành, nhưng muốn vượt qua sự kiểm tra khắc khe ở trước cổng thành thì nàng phải bất đắc dĩ giả trang thành một người phụ nữ đang mang thai. Những tên hộ vệ gác ở trước cửa thành nhận được mệnh lệnh phải tìm bằng được một vị cô nương trẻ tuổi. Căn bản không phải là người phụ nữ mang thai, nhìn thấy bộ dáng tướng đi nặng nề cục mịch của Âu Dương Vũ đang giả dạng. Còn làm thêm bộ dáng gấp gáp muốn sinh liền nhắm mắt cho nàng trực tiếp qua cửa. Âu Dương Vũ nhìn thấy xe ngựa chậm rãi dừng phía trước, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Lần này để xem ngươi còn trốn được nữa hay không? Trình Cẩm ngồi bên trong xe, chỉ cảm thấy da mặt càng ngày càng nóng rực, trong lòng có chút sốt ruột. Liền lên tiếng ra lệnh cho tên sa phu có thể đánh xe ngựa đi nhanh nhanh một chút, nàng muốn gặp tên thần y kia, bảo hắn chữa khỏi hẳn lấy lại dung nhan xinh đẹp trước đây của mình. Xe ngựa đã đi ra ngoài thành, đến bìa rừng già cũng chỉ vòng qua một ngọn núi nhỏ nữa. Xe ngựa nhanh chóng tăng tốc chạy dưới chân núi. Trình Cẩm đang nghĩ một vài chuyện thì đột nhiên xe ngựa dừng lại, bên ngoài một tiếng động lớn lộn xộn vang lên. Trình Cẩm trong lòng thất kinh, chẳng lẽ lại gặp phải bọn cướp đoạt cường hào. Nàng liền vén rèm lên quan sát tình hình bên ngoài, vừa nhìn ra thì giật mình cả kinh. Từ trên núi liên tiếp bao nhiêu là hỏa tiễn được bắn ra tới tấp. Nhưng điều khó hiểu chính là, những chiếc hỏa tiễn kia không nhằm về phía những người xung quanh mà là cố tình nhằm vào Trình Cẩm nàng. Xe ngựa ngay lập tức bị châm lửa. Bởi vì bị mũi tên lửa phập vào sâu nên xe ngựa bắt đầu lắc lư không ổn định. Sau đó lại một tiếng phập bắn ra, lần này chính là nhằm trên đỉnh đầu xe, mũi tên cắm sâu vào đầu xe xuyên qua suýt nữa đã đâm vào đầu nàng. Đột nhiên đập vào mắt nàng chính là danh tự được khắc trên đầu mũi tên, rất rõ ràng một chữ giả. Giả Phi Bạch, chẳng lẽ là người của nhị ca phái đến để hãm hại nàng? Làm sao có thể, tuyệt đối chuyện này không bao giờ xảy ra. Trong ánh mắt của Trình Cẩm lúc này vừa trần trừ lại có chút hoảng sợ, hai tay nắm chặt lại thành quyền, huynh ấy lại có thể nghĩ đến chuyện hãm hại nàng sao, huynh ấy nỡ xuống tay với mình sao? Hạ nhân bên ngoài sốt ruột lo lắng hô lớn, tiểu thư, không xong rồi. Người mau đi ra đi. Trình Cẩm ngây dại ngồi trong xe ngựa, những ý nghĩ tiêu cực dường như khiến cho nàng không muốn động đậy nhúc nhích, nàng chỉ cảm thấy có cảm giác tuyệt vọng đang ăn mòn đến xương cốt nàng. Từ đáy lòng không khỏi đau đớn chua xót. Sao lại có thể như vậy, tại sao chuyện này có thể xảy ra, nhị ca đã từng rất dịu dàng với nàng, bảo vệ nàng, bao dung nàng. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện sát hại nàng, tuyệt đối không thể. Âu Dương Vũ nhìn xe ngựa bắt đầu bốc cháy, ý cười trên mặt không khỏi có vài phần giảo hoạt.
Tay nàng vẫn còn hai mũi tên, đợi Trình Cẩm chạy ra ngoài xe ngựa lúc đó giải quyết nàng ta cũng chưa muộn. Thị vệ, hạ nhân của Trình gia vì sợ hãi đều đã chạy trốn nhưng bọn họ lại không ngờ lúc này, từ trên núi có rất nhiều tảng đá lớn lăn xuống phá hủy hết tất cả những gì mà chúng đi qua. Âu Dương Vũ trong mắt có chút kinh ngạc, là ai đã giúp nàng? Quả là một ý tưởng không tồi, ở nơi rừng núi chật hẹp thế này có thể khiến toàn bộ người của Trình gia bỏ mạng một cách dễ dàng. Lòng người bắt đầu bối rối. Xe ngựa bên trong một mảng khói dày đặc càng ngày càng lớn, Trình Cẩm kịch liệt ho khan. Con ngựa đột nhiên nổi cơn, điên cuồng mà chạy loạn xạ. Trình Cẩm ở trong xe ngựa bị hành động bất ngờ này mà chịu sốc này. Bây giờ mới nhận ra ở trong xe ngựa lúc này cũng không phải là ý hay để trốn thoát, nàng không ngừng va đập vào vách xe, mặt mũi vì thế mà cũng bầm dập không ít. Vì ngựa đột nhiên nổi điên mà Sa Phu dường như không thể khống chế được sức mạnh của nó nên sớm đã bị ngựa điên quật ngã xuống đất. Thân xe vẫn tiếp tục bị bốc cháy, đã không còn vững chắc như lúc ban đầu, lại thêm xe ngựa liên tục bị sóc này, xe ngựa ngay lập tức tan tành thành trăm mảnh. Trình Cẩm ngồi trong xe ngựa cũng vì thế mà ngã lăn xuống đất. Hai tay vì ma sát với đường đá nên máu tươi chảy đầm đìa, nàng a một tiếng, tấm khăn van màu đen mỏng trên mặt cũng theo đà đó mà bay đi. Nàng hoảng sợ quay lại tìm kiếm nhưng vì ngọn lửa xung quanh xe ngựa quá lớn nên đành cắn răng đứng đó. Trình Cẩm lúc này hoảng sợ muốn che lấy mặt mình thì chợt nghe được tiếng thét thất thanh của Sa Phu, quỷ a. Thị vệ cùng hạ nhân chạy tán loạn xung quanh cũng đưa mắt nhìn trên người Trình Cẩm. Trình Cẩm là từng là mỹ nhân tuyệt sắc được phương Bắc công nhận nhưng hôm nay. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại lởm chởm những vết lở loét như tổ ong, khắp mặt đều đỏ rực, nhìn trông thật ghê tởm kinh khủng. Mọi người sau khi chứng kiến một cảnh này đều đồng thanh hít một ngụm khí lạnh, không khí xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ. Trình Cẩm nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng cả kinh, sợ hãi thở hổn hển, hướng về phía mọi người quát, không được phép nhìn, tất cả các ngươi đều quay mặt sang chỗ khác hết cho ta. Không được phép nhìn, có nghe thấy không hả? Trình Cẩm thẹn quá hóa giận. Điên cuồng bắt đầu muốn tìm thứ gì đó che đi khuôn mặt quái dị của mình lúc này. Nàng lại ở trước mặt hạ nhân mình mất mặt như vậy, quá nhục nhã. Nàng hận đến mức hai tay nắm chặt thành quyền, thân thể run lên từng hồi dữ dội, nàng tức giận giống lớn một tiếng, Âu Dương Vũ. Ta chắc chắn sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Nàng thét lên một tiếng chói tai, âm thanh của nàng như vọng lại quay quần trong núi. Âu Dương Vũ ẩn nấp ở phía trên núi lúc đó vừa vặn nhìn thấy được khuôn mặt biến dạng của Trình Cẩm, mặt nàng thật muốn cười đến vỡ bụng mất. Dung nhan kiều diễm của nàng ta tự khi nào đã biến thành bộ dạng quỷ không ra quỷ ma không ra ma thế này. Mà loại phản ứng thế này chẳng phải chỉ có độc của mình chế ra mới có hay sao? Nàng chế ra loại độc này không có ý định nhắm vào nàng ta. Chẳng lẽ nàng ta tham lam đến hộp son phấn do mình tạo ra sao? Nghĩ đến đây, ý cười trên môi Âu Dương Vũ càng lúc càng lớn. Muốn băm ta thành trăm mảnh sao? Ngươi cứ từ từ chờ xem. Âu Dương Vũ trong mắt trào phúng càng sâu, cầm lấy mũi tên tra vào cung, nheo mắt nhắm bắn về phía vai phải của Trình Cẩm. A! Gió trên núi đột nhiên nổi lên khiến cho mái tóc đen nhánh của Âu Dương Vũ kiêu ngạo cuồng loạn tung bay. Trên mặt Âu Dương Vũ lúc này chỉ có sự lạnh lùng cùng lãnh huyết đến bức người. Âu Dương Vũ nàng đã bao giờ chịu thiệt khi nào đâu, có qua có lại, có thù tất báo, có nợ tất phải trả. Nàng dùng mũi tên cuối cùng của mình nhắm thẳng bắn chuẩn xác ngay vai trái của Trình Cẩm. Âu Dương Vũ nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương vì đau đớn của Trình Cẩm vang lên đến tận mây xanh. Nàng liên tục kêu lên một hồi, sau đó vài tên hạ nhân hốt hoảng chạy đến thì nàng ta đã hôn mê bất tỉnh. Âu Dương Vũ khóe môi khẽ giơ lên ý cười, tạm thời tha cho nàng ta, từ từ tra tấn, hành hạ nàng ta mới thú vị. Nhưng vào lúc này, Dương Vũ đột nhiên nghe được âm thanh quát lớn từ phía sau lưng mình truyền đến, nghịch ngợm. Âu Dương Vũ nhất thời quay đầu lại thì đã nhìn thấy Dung Thất ngồi xe lăn ở phía sau nàng. Bên cạnh hắn còn có tên quản gia. Dung Thất hôm nay mặc một bộ cẩm bào màu lam, trên gương mặt ôn nhu thường ngày kia dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vài phần tức giận, vết thương còn chưa có hồi phục hẳn lại đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Vị quản gia đứng một bên liên tục gật đầu, đúng vậy, Dương tiểu thư, cô sao lại có thể ra đi và không nói một lời từ biệt như thế, chủ tử vì lo lắng cho cô nên đã đích thân đến đây để tìm cô. Âu Dương Vũ khi nhìn thấy thân ảnh của Dung Thất thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên bất ngờ, bọn họ cũng chỉ tình cờ gặp nhau. Chỉ là khách qua đường bất đắc dĩ thế nhưng tại sao hắn lại quá quan tâm đến sự sống chết của mình như vậy? Âu Dương Vũ khẽ mím môi, cảm thấy có lỗi với Dung Thất liền lên tiếng nói, ta có việc quan trọng cần phải giải quyết cho nên rời đi mà không báo trước, Dung công tử ta xin lỗi.
vết thương của nàng, ánh mắt Dung Thất lộ ra một tia lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh tay Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ theo tầm mắt của hắn nhìn qua thì phát hiện vết thương đã gần như khép miệng kia lại nứt ra rồi. Máu tươi ào ạt chảy ra nhiễm đỏ cả bộ y phục nàng. Vì màn trả thù đầy thú vị lúc nãy khiến tâm tình của nàng sung sướng đến nỗi dường như nàng quên mất bản thân mình vẫn đang bị thương. Bây giờ phản ứng thì bắt đầu cảm thấy đau nhức nơi miệng vết thương. Ngày hôm qua nàng nghĩ rằng vì đã ngâm mình trong suối nước nóng để trị liệu nên miệng vết thương rất nhanh cũng đã tốt lên rất nhiều. Có điều nàng nào có ngờ vết thương của nàng vừa sâu vừa ngoan độc như vậy nào có thể nhanh phục hồi được. Hơn nữa vừa rồi nàng lại dùng hết lực kéo nhiều mũi tên khiến cho miệng vết thương bị rách toạc, nàng mà không quý trọng bản thân mình về sau đừng mong có thể cầm cung tên. Dung Thất thở dài. Nhìn ý cười sáng lạn của Âu Dương Vũ trong lòng liền có chút hoảng hốt. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Âu Dương Vũ cũng không muốn bày ra sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, tuy rằng thực sự lúc này vết thương của nàng càng lúc càng đau còn nữa. Cảm ơn huynh lúc nãy đã trợ giúp cho ta. Nàng không cần phải khách khí, chỉ là tiện tay thôi, ta cũng vốn không thích người của Trình gia. Dung Tùy Vân thản nhiên cười. Giống như chuyện hắn giúp đỡ vừa rồi hắn một chút cũng không quan tâm, chỉ thuận tay giáo huấn bọn họ một chút. Âu Dương Vũ vừa định nói gì, đột nhiên cảm thấy đầu có chút hoa mắt choáng váng, chết tiệt. Dung Tùy Vân nhìn thấy đôi môi khô khốc cùng sắc mặt tái nhợt của Âu Dương Vũ, sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh. Dung Tùy Vân theo bản năng vươn tay đỡ lấy nàng, Vệ Lâm, mau trở về gọi đại phu đến, nhanh lên. Vâng, vâng. Khi Âu Dương Vũ tỉnh lại thì phát hiện ra mình lại nằm trên chính chiếc giường mà mình đã từng nằm qua. Dung Tùy Vân liền từ một bên cầm một chén dược đưa cho nàng, hắn cười nói, đại phu nói, chưa bao giờ thấy ai như tiểu ngũ thương thế nhanh hồi phục đến vậy. Đại phu đã giúp nàng băng bó vết thương rồi. Âu Dương Vũ thầm nghĩ trong lòng, quầy Dung Thất A ta cũng không phải thánh nhân A, nếu không có không gian tùy thân có mà giờ đây ta vẫn còn nằm dính trên giường rồi, ha ha. Nàng cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch, Dung công tử, lại phiền huynh. Dung Tùy Vân trên gương mặt ôn hòa nho nhã khi lộ ra ý cười, hắn chớp chớp con ngươi, tiểu ngũ. Ta chưa bao giờ gặp một cô gái cứng đầu gan lớn như nàng, nhớ lại những việc bừa bãi lúc nãy nàng làm quả thật ta bội phục nàng và cũng hâm mộ nàng. Cho nên ta mới nhịn không được ra tay giúp nàng. Đột nhiên cảm thấy làm chút gì giúp nàng cũng khiến cho bản thân mình có chút vui vẻ. Âu Dương Vũ sau khi uống thuốc xong miệng liền đắng ngắt. Âu Dương Vũ còn chưa kịp mở miệng lên tiếng. Thì Dung Tùy Vân đã nhanh tay cầm trên tay mẩu điểm tâm ngọt đến trước mặt nàng. Âu Dương Vũ liền cầm lấy bỏ vào miệng thản nhiên lên tiếng, ta cũng không phải cố tình tìm người gây sự a. Người đó sai người ám sát ta, có qua tất có lại, ta phải trả thù lại a, chẳng lẽ có gì sai sao? Dung Tùy Vân trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng đáp, đều sai. Thường thế còn chưa có hồi phục hoàn toàn, lại đi ra ngoài tìm người trả thù. Nếu như có chuyện gì xảy ra với nàng thì sao? Nàng không cần cái mạng này nữa phải không? Hắn trả lời rõ ràng, sau đó nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ nhìn hắn. Vị nam tử ôn nhuận điềm đạm trước mặt này thân thể yếu ớt bình thường vẫn rất ít nói, thế mà hôm nay chỉ vì hành động mà hắn xem là nông nổi của nàng lại giảng giải cho nàng một bài học. Thực ra ai mà chả quý trọng tính mạng của mình, có điều vì muốn tìm cô ta trả thù mà nàng nào có quản nhiều đến vậy. Nàng thuận miệng hỏi, kẻ thù của huynh là ai, chẳng lẽ cũng là Trình gia? Dung Tùy Vân khóe môi giơ lên ý cười như không nhìn Âu Dương Vũ, sau đó mới cười rộ lên. Nụ cười của hắn ấm áp như đóa hướng dương buổi ban mai, nàng quả thực không giống với những cô gái khác. Âu Dương Vũ nhìn hắn từ từ lăn xe rời đi, không khỏi bật cười thành tiếng, ai ra. Nếu mà ta giống với những cô gái nào đó ở đây, hẳn bây giờ không còn sống ở trên thế gian này nữa rồi a. Hắn dừng lại một lúc khẽ cười sau đó lên tiếng dặn dò, nàng cứ an tâm nghỉ ngơi đi, nếu muốn rời khỏi đây thì báo với hạ nhân một tiếng, để cho người khác đỡ phải lo lắng. Âu Dương Vũ trong lòng run lên sau đó cũng nhẹ nhàng cúi đầu đồng ý. Vân Tương từ sau khi ném Trình Cẩm ra khỏi biệt viện của Dạ Trọng Hoa, liền vẫn đều theo dõi mọi nhất cử nhất động của Trình Cẩm, chỉ mong là nàng ta đừng có đến gây phiền phức quấy rầy Dạ Trọng Hoa. Hắn thật không ngờ Trình Cẩm lại cứng đầu một lòng một dạ khăng khăng muốn ở bên cạnh Dạ Trọng Hoa như thế. Hắn chỉ sợ nàng ta lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì để thu hút sự quan tâm chú ý của Dạ Trọng Hoa. Có điều hắn cũng không thể ngờ tới, là sáng sớm hôm nay hắn nhìn thấy Trình Cẩm ngồi lên xe ngựa. Mang theo một đống thị vệ tùy tùng của mình từ từ rời khỏi thành. Ban đầu hắn cứ nghĩ Trình Cẩm nàng ta về lại Trình gia.
Nhưng hắn nhận ra phán đoán của hắn hoàn toàn sai khi thấy xe ngựa của nàng ta lại quay ngược lại hướng về phía bìa rừng già phía xa. Vân Thương lẳng lặng theo dõi phía sau bọn họ, sau đó liền chứng kiến cảnh tượng trên xe ngựa của nàng ta có một mũi tên lửa. Hắn chạy lại gần quan sát kỹ hơn thì lại phát hiện xung quanh đột nhiên lại có những tảng đá lớn lăn từ trên cao xuống. Sau đó liền thấy bộ dạng thất thố của Trình Cẩm, và quan trọng hơn chính là Vân Thương sau đó lại nghe được từng câu từng chữ mà Trình Cẩm quát to: Âu Dương Vũ, ta chắc chắn sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Âu Dương Vũ, nàng chẳng phải là đã hay là nàng vẫn còn sống? Vân Thương hô hấp như bị ai đó bóp nghẹt, đột nhiên hắn phát hiện ở cách trên núi xa xa kia có một thân ảnh nhỏ nhắn manh mai lặng thầm đứng đó. Bởi vì đứng quá xa nên hắn hầu như không nhìn rõ khuôn mặt của nàng, nhưng hắn chắc chắn một điều, dáng người kia cực kỳ giống với một người Âu Dương Vũ. Vân Thương ánh mắt trợn to lên ngạc nhiên, trái tim không khống chế được đạp liên hồi. Nếu theo như những lời nguyền rủa của Trình Cẩm cùng với những gì mà hắn chứng kiến khi nãy, vậy thì lẽ nào Âu Dương Vũ vẫn còn sống? Giả Nhị đã nỗ lực tìm kiếm đào nhiều ngày đến mức muốn san bằng cả tuyết sơn như vậy mà cũng không tìm được Âu Dương Vũ, hay là nàng đã trốn thoát? Sau đó lại chạy trốn. Vân Thương rất nhanh chạy lên đỉnh núi đến vị trí nơi thân ảnh lúc này vừa đứng. Thế nhưng vừa chạy đến thì lại không phát hiện được gì, người cũng đã rời đi. Đang định quay người xuống núi thì chợt phát hiện trên mặt đất có một khối ngọc bội tinh xảo. Trong suốt. Khối ngọc bội này hắn đã từng thấy Âu Dương Vũ đeo qua tay Vân Thương, vì có chút kích động vui mừng mà run run, hắn cầm ngọc bội quay người chạy bay xuống núi. Hắn phải ngay lập tức nhanh chóng đem tin này nói cho Dạ Trọng Hoa biết để hắn khỏi phải sốt ruột. Nhưng lúc Vân Thương trở về biệt viện thì lại không thấy hình bóng của Dạ Trọng Hoa, sau đó liền nghe hạ nhân nói rằng có thấy hắn mới sáng sớm đã đi lên tuyết sơn, vừa mới tinh mơ. Dạ Trọng Hoa chợt nghe được tin tức của thị vệ báo cáo rằng đã gần như san bằng hết toàn bộ tuyết sơn nhưng vẫn không có chút tin tức gì về Vương Phi. Dạ Trọng Hoa dần dần mất hết hy vọng. Trong đầu không ngừng nhớ về đoạn ký ức mãi vẫn không thể xóa nhòa, hình ảnh Âu Dương Vũ rơi xuống khe băng lạnh lẽo, ánh mắt nàng lúc đó nhìn hắn lạnh như băng. Ngực hắn không khỏi nhói lên đến mức ngạt thở, lẽ nào Vũ Nhi của hắn ở độ cao như thế rơi xuống ngay cả hài cốt cũng đã phi tán rồi sao? Hắn chợt cười lạnh, cười đến ra nước mắt, thị vệ xung quanh bị hành động lúc này của Dạ Trọng Hoa dọa cho hoảng sợ, cũng không dám lên tiếng nói thêm lời nào. Dạ Trọng Hoa vung tay lên, các ngươi cút hết đi, cút xa ra khỏi nơi này. Không được phép ở đây quấy rầy Vũ Nhi nghỉ ngơi. Tuyết sơn mặc dù bị đào bới nhưng xung quanh vẫn như cũ, tuyết vẫn dày vẫn lạnh lẽo. Dạ Trọng Hoa quỳ trên mặt đất, ngón tay thon dài không ngừng vuốt nhẹ bông tuyết còn đọng lại. Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp tiểu ngũ của hắn. Nàng ánh mắt khó hiểu cùng bối rối nhưng lại có chút lạnh lùng, lúc đó hắn căn bản không quan tâm nhiều đến nàng. Chỉ cảm thấy nàng là một tiểu nha đầu thú vị, rồi hắn tìm mọi cách tiếp cận nàng, ép buộc nàng ở bên cạnh hắn, hắn biết. Hắn biết nàng không thích cuộc sống của mình bị bó buộc hay bị chi phối bởi ai, nàng từng nói với hắn. Cảm giác ấy giống như một con chim sơn ca yêu tự do bị giam cầm trong lồng sắt vĩnh viễn không được nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Nhưng hắn vẫn không sao khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ cần có nàng ở bên, hắn thấy cuộc sống vô vị suốt mười mấy năm qua như được cứu vớt. Hắn nhớ Vũ Nhi của hắn khi điều gì đó khiến hắn sầu não. Bởi vì hắn hy vọng nàng có thể hiểu trái tim hắn. Hắn nhớ Vũ Nhi của hắn khi hắn nhận ra mỗi đêm thức trắng giải quyết quốc sự, không có nằm trong vòng tay mình, cả hơi ấm nàng, mùi hương nàng. Hắn không ngừng nhớ lại khoảng thời gian tuyệt vời mà chỉ có hai người bọn họ ở bên nhau. Lúc này, hắn im lặng mà bình tĩnh, khuôn mặt tái nhợt của hắn không khỏi lõm xuống nhưng cũng không thể che giấu được vẻ phong nhã hào hoa của hắn. Bên môi hắn khẽ giơ lên ý cười, lưu luyến mà ôn nhu. Giống nhau đang nhìn thấy Âu Dương Vũ trước mặt mình. Dạ Trọng Hoa im lặng mà kiên nhẫn dùng tay đào lớp băng kia lên. Hắn cứ như vậy tiếp tục, dường như không hề quan tâm đến cái lạnh quanh đầu ngón tay. Không hề quan tâm đến khí trời lúc này đột nhiên nổi tuyết rơi, những bông hoa tuyết mỏng manh nhẹ rơi trên đầu hắn, rơi trên hàng mi dài của hắn. Hắn cười lạnh nghĩ rằng nếu như cuộc sống hắn không có nàng bên cạnh vậy hắn sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa. Khi Vân Thương vừa tới nơi liền phát hiện ra Dạ Trọng Hoa đang dùng chính đôi bàn tay của mình đào một cái hố lớn, hắn còn chưa kịp lên tiếng gọi hắn thì đã thấy hắn đứng lên định nhảy vào hố. Hắn dùng nội lực của mình khiến cho tuyết hai bên sườn bắt đầu lở. Hắn muốn tự tử. Vân Thương sắc mặt ngay lập tức bị cảnh tượng ngay làm cho sợ hãi, mặt mày trắng bệch, hắn vội vàng chạy tới, Dạ Phi Bạch ngươi điên rồi.
Vân Tường nhìn khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy của hắn, không còn vẻ an tường như thường ngày, đau đớn, hối tiếc, tuyệt vọng, tất cả đều là cảm xúc của Dạ Trọng Hoa lúc này. Dạ Trọng Hoa dường như không hề quan tâm đến những thứ xung quanh mình, từ từ nhắm hai mắt. Vân Thường cũng không dám nói nặng lời, chỉ lớn tiếng gọi tên của hắn, dạ nhị, người hãy nghe ta nói, Âu Dương Vũ vẫn còn sống. P.S. Các tình yêu của ta ơi. Hôm nay thông cảm cho ta đã post muộn lại còn trễ hẹn, vì có tí việc với đám bạn cũ A, nên chỉ kịp hoàn thành một chương thôi, chấm mai ta lại post chương tiếp ha. Chương 113 thắp lên hy vọng để rồi vụt tắt. Người nói cái gì? Dạ Trọng Hoa lúc này nghe được câu nói kia của Vân Thương liền ngay lập tức mở mắt ra. Đôi mắt không có tiêu cực kia lóe sáng lên kỳ lạ, cả người hắn từ trong băng tuyết vọt ra, băng xung quanh đều bị phá vỡ, văng tung tóe rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hắn thuận thế bắt lấy cổ áo của Vân Thương, người nói Vũ Nhi còn sống. Đúng vậy. Vân Thường lớn tiếng nói, sợ rằng Dạ Trọng Hoa sẽ không nghe được câu khẳng định của mình, ta đã nói với ngươi, ngươi tìm kiếm nàng lâu như vậy chắc chắn Âu Dương Vũ có khả năng còn sống. Vân Thường đem khối ngọc bội kia đưa cho Dạ Trọng Hoa, sau đó kể lại cho hắn nghe tất cả mọi chuyện mà mình đã chứng kiến được ở bìa rừng già, Dạ Trọng Hoa nghe xong, trên mặt rạng rỡ mừng như điên. Là Vũ Nhi, nhất định là Vũ Nhi, chỉ có nàng mới có thể làm những chuyện như vậy. Dạ Trọng Hoa không một chút bận tâm đến việc Trình Cầm thế nào. Hắn chỉ cần biết rằng, Vũ Nhi của hắn, tiểu ngũ của hắn vẫn còn sống, vẫn còn ở trên thế gian này. Chỉ có điều, niềm vui sướng kia chỉ trong nháy mắt liền vụt tắt. Ngón tay thon dài của hắn khẽ vỗ về khối ngọc bội, có chút mất mát lẩm bẩm nói, nếu Vũ Nhi còn sống, vì sao lại không cho ta biết? Nàng, hận ta, Dạ Trọng Hoa nghẹn ngào gần ra từng chữ một, nàng hận ta, nàng bây giờ rất thất vọng về ta, nàng không muốn gặp ta, muốn chạy trốn khỏi ta, nàng không muốn ta tìm thấy nàng. Ta đi tìm nàng, ta phải đi tìm nàng. Dạ Trọng Hoa đứng dậy nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, bởi vì không nhìn thấy gì, nên đi được vài ba bước đã ngã trên mặt đất. Vân Thường tiến lên nâng hắn dậy nói dạ nhị, ngươi cẩn thận chút. Ngươi lập tức triệu tập ám vệ. Tất cả đều phát lệnh truy tìm nàng trong thành, bất luận thế nào cũng phải tìm cho ra được Vũ Nhi. Dạ Trọng Hoa trên mặt trở về vẻ lạnh lùng kiên quyết như lúc xưa, Vũ Nhi. Cho dù nàng có đi đến chân trời góc bể nào, ta cũng sẽ tìm ra nàng, mang nàng trở về bên cạnh ta. Từ giờ trở đi ta sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi ta mà đi nữa. Ừ, nắng dương ấm áp, gió nhẹ từng cơn thổi qua, những đóa hoa đào nhẹ rơi xuống đất cùng với tiếng chim lanh lảnh hót vang. Chủ tử, gần nhất xung quanh biệt viện chúng ta có rất nhiều ám vệ hoạt động, có vẻ như đang điều tra tìm kiếm thứ gì. Vệ Lâm đứng bên cạnh Dung Tùy Vân, ngón tay Dung Tùy Vân khẽ chạm vào cánh hoa đào rơi. Sau đó vươn tay nâng nhẹ ly trà ngọc đặt bên môi nhấp một ngụm, nhíu mày, nói, vậy sao, thật không? Vệ Lâm ngẩng đầu chần chừ nói, có điều, đội ám vệ đó không phải là của bang phái kia. Dung Tùy Vân lúc này chợt cảm thấy hứng thú, hỏi, vậy sao? Thuộc hạ đã điều tra được đám ám vệ đó chính là người của Ninh Vương của Tây Lang Quốc, nghe nói là đang tìm vị Vương Phi bị mất tích cách đây không lâu. Vệ Lâm thần sắc có chút khó hiểu, vị chiến thần Ninh Vương này sao lại có thể đến tận đây để tìm Vương Phi cơ chứ? Ninh Vương Phi, Dung Tùy Vân trên mặt tỏ ra có chút kinh ngạc, lập tức liền hiểu rõ, trong đầu ẩn hiện hình ảnh người con gái cơ trí tuyệt mỹ kia, không biết vì sao. Trong lòng hắn cảm thấy có chút mất mát, Âu Dương Vũ thấy hôm nay thời tiết vô cùng tốt, liền ra cửa phòng đúng lúc nghe được tin tức từ Vệ Lâm, đôi mắt chợt lóe. Dạ Trọng Hoa phái người đến tận đây để tìm nàng, vậy chẳng lẽ hắn phát hiện chuyện ngày ấy nàng tập kích hãm hại Trình Cầm sao? Bây giờ hắn đang chuẩn bị bắt nàng trở về đây. Âu Dương Vũ trong lòng cười lại, nàng một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, tuyệt đối sẽ không bao giờ quay trở về. Nếu hắn đã biết nàng vẫn còn sống. Vậy xem ra việc nàng đã thương vị tình nhân mười mấy năm của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Dạ Trọng Hoa, nếu chàng còn che chở bảo vệ cho Trình Cầm. Âu Dương Vũ ta lúc đó sẽ khiến cho chàng phải nhận ra được con người thật, bộ mặt thật của cô ta là như thế nào. Dung Tùy Vân hơi chuyển đầu thì phát hiện ra Âu Dương Vũ đang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt trầm tư không biết đang suy nghĩ cái gì, không khỏi nhẹ giọng lên tiếng gọi nàng, tiểu ngũ. Âu Dương Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần, nhợt nhạt cười với Dung Tùy Vân, sau đó đi đến bên cạnh hắn, khẽ cúi người nói, không biết có thể phiền Dung công tử giúp ta một phen. Dung Tùy Vân nhìn thấy nụ cười yếu ớt đạm mạc của người con gái trước mặt liền cũng nhoẻn miệng cười vừa ôn nhu nhưng lạnh nhạt. Con ngươi kia ẩn ẩn hiện hiện có chút lo lắng.
Âu Dương Vũ vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy sự nao núng cùng lo lắng trong ánh mắt của Dung Tùy Vân, nhưng sau đó lại nghe được hắn khẽ nói. Ta rất sẵn lòng. Âu Dương Vũ rất nhanh chạy lên phía trước, ở phía sau có vài tên áo đen đuổi theo, trong miệng kêu lên, Âu Dương Vũ, lần trước vì sơ suất nên đã để cho ngươi chạy thoát. Nhưng hôm nay chúng ta nhất định phải đem đầu của ngươi về trình diện cho tiểu thư nhà chúng ta. Âu Dương Vũ càng không ngừng chạy nhanh về phía trước. Tà váy khẽ tung bay, giọng nói của nàng vừa thoải mái nhưng đầy ý trêu tức, trong mắt mang theo một tia lãnh khốc quyết tuyệt. Ta có thể chạy thoát được lần một thì tất nhiên sẽ có thể thoát được lần hai, bây giờ ta rất muốn xem với chút bản lĩnh của các ngươi thì có thể làm được gì để bắt ta. Âu Dương Vũ chạy càng lúc càng nhanh đến nơi hẻo lánh, phía trước là một con sông sâu dài thẳng tắp tắp, gặp phải đường cụt, nước sông ở đây chảy rất xiết, Âu Dương Vũ đành phải dừng bước. Quay trở lại đối mặt với vài tên áo đen phía sau. Tên áo đen kia thoạt nhìn qua thì hung mãnh, nhưng kỳ thực lại có chút nể nang nhường cho nàng. Âu Dương Vũ thoáng nhìn thấy Vân Thương cùng với đám tùy tùng của hắn chạy đến. Nàng cùng tên áo đen đó liếc nhau, sau đó tên áo đen đó hướng trường kiếm vào bụng Âu Dương Vũ đâm một nhát nơi giữa bụng của Âu Dương Vũ, máu tươi chợt phun ra nhìn trông thật khủng bố. Nếu như cẩn thận người khác sẽ phát hiện ra máu này căn bản so với máu thật thì không giống nhau. Âu Dương Vũ ôm miệng vết thương, mày nhíu chặt lại, thân thể của nàng không khỏi lùi về sau vài bước lên tiếng, Lang Phong, ngươi đem hết những lời nói của ta hôm nay nói cho Trình Cẩm biết rằng. Âu Dương Vũ ta cho dù có thành quỷ cũng sẽ không tha cho nàng ta, Âu Dương Vũ đã sớm tìm hiểu ám vệ bên cạnh Trình Cẩm có một tên biết sử dụng ảo thuật tên gọi là Lang Phong. Này nàng cố tình gọi lớn tên của hắn nhằm mục đích mượn dao giết người. Đi chết đi. Lại một nhát kiếm hung mãnh đâm chuẩn xác thẳng vào tim Âu Dương Vũ, sau đó rút ra, nơi miệng vết thương máu tươi phun trào không ngừng. Âu Dương Vũ nhẹ nhàng ngã vào con sông đang chảy xiết, nước sông mỗi lúc một cuộc trào hung dữ, Âu Dương Vũ rất nhanh liền biến mất không thấy đâu. Vân Thương mang theo người vừa đuổi tới đã nhìn thấy Âu Dương Vũ bị người ám sát rơi xuống sông. Trong phút chốc hắn sắc mặt đều trở nên tái nhợt, đình chỉ mọi hoạt động của mình đứng ngây ngốc. Âm thanh thê lương vang lên ở không trung, nha đầu. Hắn bất chấp dùng hết tốc lực chạy đến bờ sông, kêu hạ nhân nhảy xuống đó tìm. Nếu như Âu Dương Vũ lại xảy ra chuyện bất trắc gì hẳn lúc đó dạ nhị sẽ không sống nổi. Tên áo đen đứng ở đằng xa liếc nhìn nhau sau đó dùng khói trắng trốn thoát không chút dấu vết. Đám người của Vân Thương đã lần mò dưới sông được nửa canh giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Âu Dương Vũ, trong đó có một tên thị vệ đi lại thấp giọng nói, Vân công tử. Nước sông vừa sâu vừa chảy xiết như vậy mà thân Vương Phi lại bị trọng thương, chỉ sợ là... Câm miệng, Vân Thương nổi giận, hắn đứng ở đằng xa trơ mắt nhìn Âu Dương Vũ rơi xuống sông kia mà không thể cứu được nàng. Hắn bây giờ một chút cũng không dám tưởng tượng được phản ứng của Dạ Trọng Hoa khi biết được tin này. Đợi chút, vừa rồi Âu Dương Vũ nói gì, Lang Phong, Trình Cẩm. Vân Thương trong mắt có chút ngoan lệ, lên tiếng nói với đám hộ vệ, phong tỏa cửa thành, bắt sống Lang Phong. Nước sông căn bản cuồn cuộn nổi lên, có điều Âu Dương Vũ đã có sự chuẩn bị cho cú ngã của mình. Vào thời điểm nàng rơi xuống lòng sông thì đã có người ở dưới tiếp ứng. Âu Dương Vũ nhờ sự giúp đỡ của người phía dưới sông nên rất nhanh đã được kéo lên đưa về biệt viện. Và dĩ nhiên đạo diễn dựng cảnh và biên kịch của màn kịch này do chính nàng tự biên tự diễn. Nàng muốn để cho Dạ Trọng Hoa biết nàng đã chết, hay nói rõ hơn chính là bị người của Trình Cẩm giết chết. Dung Tùy Vân nhìn bộ dạng ướt đẫm của Âu Dương Vũ, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, lăn xe đến đặt một chiếc khăn giày ấm lên người nàng, sau đó cầm lấy khăn nhẹ nhàng giúp nàng lau khô tóc. Mở miệng nói, sao lại nghĩ ra biện pháp nguy hiểm đến vậy? Muốn lừa gạt người khác trước hết phải tàn nhẫn với chính bản thân mình. Âu Dương Vũ bên môi giơ lên ý cười lạnh, nụ cười càng phát ra sự nguy hiểm. Dung Tùy Vân buông khăn mặt xuống, Âu Dương Vũ cũng kéo chiếc khăn giày kia đặt trước người mình. Đang định trở về phòng thì lại nghe được câu hỏi của Dung Tùy Vân ở sau người, Tiểu Ngũ, sau này nàng có dự tính gì không? Tuy rằng hắn đã biết nàng không phải tên là Dương Ngũ nhưng vẫn muốn xưng hô với nàng như vậy. Âu Dương Vũ dừng bước chân đứng lặng ở đó. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Đang định mở miệng lại nghe đến Dung Tùy Vân tiếp tục nói, ta muốn trở về Nam Phong Quốc. Tiểu Ngũ có nguyện ý đi cùng ta không? Âu Dương Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn Dung Tùy Vân, hắn ôn hòa cười. Trên mặt mang theo một tia chân thành cùng tha thiết, hắn và nàng chỉ như hai người xa lạ không quen biết tình cờ gặp nhau, vậy tại sao lại đối xử với nàng một chút ác ý cũng không? Âu Dương Vũ lặng lẽ cúi đầu, nàng là nhất định phải rời khỏi Dạ Trọng Hoa, Nam Phong Quốc cũng là một nơi không tệ.
Dung Tùy Vân nhìn thấy vẻ do dự của Âu Dương Vũ chần chừ không trả lời. Trong lòng lại có một chút cảm giác mất mát. Có thể sau này hắn sẽ không còn gặp lại nàng nữa, đang định mở miệng nói rằng nàng không cần phải miễn cưỡng bản thân thì một tiếng được của nàng tuy thấp không thể nghe thấy nhưng cũng đủ khiến cho Dung Tùy Vân cảm thấy tận đáy lòng mình có một niềm vui sướng khó tả. Vương gia, Vương phi nàng. Tên hộ vệ chạy vào thở hổn hển quỳ xuống bẩm báo với Dạ Trọng Hoa. Lời nói như nghẹn lại cổ họng, không dám nói ra. Mới sáng sớm Dạ Trọng Hoa đã phái người đi ra ngoài tìm Âu Dương Vũ, lúc này nghe được tên hộ vệ chạy vào bẩm báo tin tức về Âu Dương Vũ. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cả người không tự chủ được đứng lên, vội vàng nói, Vũ Nhi ở nơi nào? Hộ vệ cúi đầu càng thấp, nói, Vương Phi xảy ra chuyện rồi. Dạ Trọng Hoa sắc mặt vốn rất cao hứng liền bị câu nói của tên hộ vệ nháy mặt tái nhợt. Khuôn mặt lại mang theo vẻ lãnh khốc âm lệ, cái gì gọi là xảy ra chuyện. Vương Phi bị người đuổi giết, rơi xuống sông, mặc dù Vân Đại Nhân đã tự mình xuống tìm, nhưng vì nước sông chảy quá xiết cho nên Vương Phi có khả năng. Dạ Trọng Hoa hai tay nắm chặt, một quyền nện lên trên bàn trà, nước nóng từ nơi chén trà vương vãi xuống đất, chén trà vỡ choang thành trăm mảnh. Là ai đã đuổi giết Vũ Nhi? Đến tột cùng là ai? Dạ Trọng Hoa lạnh lùng nói, ngực đau đớn đến quay cuồng, sau đó một ngụm máu nóng bỏng được phun ra từ miệng hắn. Thưa vương gia, thuộc hạ đã truy bắt được một người, là ám vệ đặc biệt bên cạnh tiểu thư Trình Cẩm Lăng Phong. Giải hắn đến đây. Lăng Phong bị áp giải đi đến quỳ xuống trước mặt Dạ Trọng Hoa, hắn bây giờ đầu óc vẫn rối mù mông lung như đang trong mộng. Tuy quả thực hắn có nhận lệnh đuổi giết Âu Dương Vũ. Nhưng nhiệm vụ này vẫn chưa có thành công thì đã bị Vân Thương bắt lại. Trước mặt một Dạ Trọng Hoa lạnh lùng, cường đại âm lệ. Đôi mắt thâm thúy kia tuy rằng không còn nhìn thấy nữa nhưng vẫn mang theo vẻ nồng đậm sát khí, tựa như lúc này Dạ Trọng Hoa có thể giết hắn dễ như trở bàn tay. Dạ Trọng Hoa rút kiếm hướng về phía Lang Phong, đặt chuẩn xác nơi mạch trên cổ, âm thanh lạnh như băng, là Trình Cẩm phái người giết Vũ Nhi. Trường kiếm khẽ đè lên cổ hắn cắt qua. Lăng Phong chỉ cảm thấy trên cổ nhẹ nhẹ đau đớn, vâng. Đối mặt với sự chất vấn của Dạ Trọng Hoa, ngay cả chính Lăng Phong hắn cũng không nghĩ rằng sẽ dễ dàng nói ra mọi chuyện mà chủ tử hắn thao túng đằng sau. Hắn là thuộc hạ trung thành nhất của Trình gia, tuyệt đối chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội Trình gia. Hắn chỉ một lòng nghe theo lệnh của chủ tử hắn, nhưng giờ phút này đây hắn lại đem sinh mạng quý báu của chính mình đặt lên hàng đầu. Hắn rất nhanh sửa lại lời nói của mình, có điều tiểu nhân vẫn chưa đuổi giết được nàng, quả thật nếu như hắn còn chưa thực hiện thành công sứ mệnh này thì tại sao nàng ta lại vô cớ rơi xuống sông? Những lời nói của Lăng Phong như thắp lên một tia hy vọng cho Dạ Trọng Hoa. Dạ Trọng Hoa chỉ cảm thấy không cần phải nhiều lời thẩm vấn thêm gì nữa, liền thu hồi kiếm, cười lạnh nói, dẫn đi truyền lệnh của bổn vương, Lăng Trì sau đó ngũ mã phanh thây. Nói xong tra kiếm vào người sau đó xông ra ngoài, để lại đằng sau Lăng Phong sắc mặt tái nhợt, sợ hãi. Trình Cẩm, ngươi lăn ra đây cho ta. P.S. Để cho các tình yêu của ta thoát khỏi nhiều kiếp nạn khổ như ai đó trụ ẻo ta đoản mệnh hay vài tình yêu bị yếu tim, hay tụt huyết áp gì gì đó. Ta mấy dạo gần đây sắm vai ác đủ rồi. Giờ sắm vai hiền tích đức cho mấy chương sau. Xin thông qua mẩu chuyện nhỏ về hai anh chị chẳng có tí đáng yêu nào là Âu Dương Vũ và Dạ Trọng Hoa. Mở đầu vở chuyện chính là bà này đây vì cô hâm mộ hai người này nên tìm mọi cách xuyên không, hay alo cho bà Vũ cho mượn không gian tùy thân nhỉ, anyway, thế là. Bỏ qua những cảnh không cần thiết đê đạo diễn máy quay sẵn sàng tới phủ Ninh Vương. Ta gãi đầu, hai anh chị, ách thưa Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi Điện Hạ. Hôm nay em xin có vài câu hỏi mà không chỉ em mà cả độc giả đều vô cùng thắc mắc, không biết hai vị có thể dành một chút thời gian cho tiểu nhân, choáng, được phỏng vấn được không a? Dạ Trọng Hoa, phỏng vấn, người đâu, ném ra ngoài kẻo làm phiền Vương Phi, Âu Dương Vũ khẽ kéo nhẹ tay áo Dạ Trọng Hoa, không sao. Có thắc mắc gì em hỏi đi. Ta đổ mồ hôi hột nhìn Dạ Trọng Hoa, soái ca, à nhầm Ninh Vương gia, anh có thể cho em biết hai anh chị đã từng xảy ra những hiểu lầm sâu sắc khiến hai người phải rời xa nhau một đoạn thời gian. Vậy anh đã dùng cách nào để níu giữ được trái tim của Vũ Tỷ a? Dạ Trọng Hoa nhíu mày nhìn Vũ Nhi sau đó cười lại, muốn ta trả lời câu hỏi này sao? Vũ Nhi, Âu Dương Vũ thản nhiên liếc Dạ Trọng Hoa, chàng có giỏi thì trả lời cho chính xác vào. Dạ Trọng Hoa thản nhiên cười, thứ nhất, đẹp trai, thứ hai, thông minh, thứ ba, đương nhiên mặt dày. Âu Dương Vũ ba chấm đen mặt, chàng giỏi lắm, em đừng nghe chàng ấy nói, hồi đó vì hắn cầu xin tỷ quay về với hắn còn đòi chết trước mặt tỷ nếu tỷ không quay về nữa nên mới đồng ý quay về bên hắn à.
còn ba nhân tố kia quả thực dùng để nói về con người chàng ấy thật không sai à. Dạ Trọng Hoa ôm lấy eo Âu Dương Vũ cười, không làm vậy, có tới kiếp sau nàng cũng chẳng tha thứ cho ta. Biến sắc 360 độ quay nhìn ta trừng mắt, hỏi đủ chưa? Ta ba chấm, dạ, Ninh Vương gia à. Em còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi, chấm ans sợ vợ. Dạ Trọng Hoa nhíu mày liếc Vũ Nhi sau đó nhìn ta, còn câu hỏi nào vớ vẩn hơn không? Âu Dương Vũ trừng mắt nhìn Dạ Trọng Hoa, Dạ Trọng Hoa. Chàng có giỏi thì trả lời không hoặc có chứ đừng lấy câu nghi vấn ra lấp liếm câu trả lời. Dạ Trọng Hoa thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Vũ, sợ mất nàng. Vì thế từ này về sau đừng hòng có ý nghĩ rời khỏi ta. Âu Dương Vũ đỏ mặt. Có ai đã từng bảo với chàng là miệng chàng còn ngọt hơn cả mật không? Dạ Trọng Hoa khẽ lắc đầu mặt vẫn không chút phản ứng, chưa, vẻ mặt tà mị cúi sát mặt Âu Dương Vũ nhưng nàng có muốn thử ngọt hơn mật thế nào không? Âu Dương Vũ đen mặt vô sỉ vừa thôi. Có con nít kìa. Dạ Trọng Hoa lạnh lùng nhìn ta, hỏi xong rồi thì có thể đi, còn nữa, không có lần sau. Ta hốt hoảng, vậy anh chị mãi hạnh phúc chứ? Dạ Trọng Hoa trừng mắt nhìn ta. Thế nhóc muốn chết hay sao mà lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như thế? Đương nhiên. Ta thủ sẵn máy ảnh giơ lên, Dạ Trọng Hoa em muốn chụp với anh một tấm ảnh, NS Dạ Trọng Hoa nhíu mày phân phó hộ vệ, ném nhóc đó ra ngoài. Ta thế là bị hộ vệ kéo ra khỏi phủ. Còn hai người kia ôm ôm ấp ấp đứng ở đó cười đùa. Mẩu chuyện nhỏ kết thúc, các tình yêu của ta đừng đau tim nữa nha, kẻo lại hại bác sĩ bên khoa tim bận rộn không có thời gian. Đọc chuyện của ta đùa. Ta không thích thể loại set ending, không thích đến độ mỗi lần kiếm chuyện đọc là phải biết nó là he hay se. Se là các tình yêu sẽ không thấy dấu răng của ta ở trong đó đâu, nên cứ an tâm mà bị ngược thêm một thời gian nữa ha, love me reader. Chương 114, Trình Cẩm bị làm nhục ném vào kia.